làm những cái việc sai đâu anh. Anh sai, chúng tôi mới lập biên bản ghi nhận. Mấy em biết nhưng mà mấy em không biết vậy. Tụi em đi làm đêm về tới tối bây giờ mới bắt giam nữa. Biên bản có một. Ai không biết như vậy. Là báo tại giờ cái gì của mình là có ghi ở trong xe đó. Sáng bây giờ cái gì? Sáng đây này không, ý là có phòng nói với anh với bà không có tại tụi em sợ mình đi đêm về không an toàn. Đúng rồi, sáng rồi. Hả? Dạ. Để kêu có gì được lấy bằng lái không? Lái có không? Lái đi. Bạn này khi mà không đi thì là mất hấp rồi. Trời mưa nhưng mà vẫn tạm biệt đây ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời lên. Rồi nè, đến phụ ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái đường dây đó thôi. Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu tiếp tục đi kiểm tra tình trạng phòng chống cháy nổ tại các chung cư, cơ sở kinh doanh. Tại karaoke Kingdom trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, lực lượng chức năng phát hiện một loạt các vi phạm như thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy không đúng bản vẽ được duyệt, bố trí vật tư, hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn ngăn cháy. Đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt hơn cơ sở này tổng cộng 103 triệu đồng, yêu cầu khắc phục ngay các lỗi, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Karaoke Kingdom được đánh giá thuộc hạng sang ở Sài Gòn, giá lên đến cả triệu đồng mỗi giờ. Trước việc vui chơi, ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng những lỗi cơ bản này quá nguy hiểm cho họ, giống như trường hợp 13 người chết do cháy tiệm karaoke ở Hà Nội cũng vì những vi phạm tương tự. Ông Hải nói không có lối thoát hiểm thì khi cháy khách chạy đường nào, mà cháy có khi khách cũng không hề hay biết vì hệ thống báo cháy lúc kiểm tra không hoạt động. Phó Chủ tịch quận 1 cho biết thời gian tới sẽ tập trung xử lý dứt điểm 5 quán karaoke, nhà hàng vừa bị lập biên bản. Ngoài tiệm karaoke này, còn có một cơ sở khác cùng hệ thống trên đường Phạm Viết Chánh, hai nhà hàng Hàn Quốc tại giao lộ Lý Tự Trọng, Trường Định và karaoke Avatar trên đường Phạm Viết Chánh. Ông Hải khẳng định, các điểm kinh doanh này nếu không tự tháo dỡ, khắc phục, tôi sẽ đưa lực lượng của quận xuống làm. Cũng trong chiều nay, đoàn liên ngành kiểm tra chung cư 130 ở Pasteur, phường Bến Nghé, yêu cầu bãi xe trừ lối thoát hiểm, cửa chung cư phải mở thông thoáng 24/24. Thực hiện chỉ thị của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về an toàn phòng cháy chữa cháy sau vụ cháy chung cư Carina Plaza của quận 8 khiến 13 người chết, hôm 23 tháng 3, tất cả các quận huyện trong thành phố đều đồng loạt kiểm tra các chung cư karaoke, nhà hàng. Lực lượng chức năng cùng ban quản lý hướng dẫn người dân thoát hiểm, kiểm tra hệ thống báo cháy tự động. Một chung cư ở quận Thủ Đức do chưa được kiểm định hệ thống phòng cháy chữa cháy nên chính quyền địa phương đã đưa người dân ra ngoài sinh sống. Quận 1 chủ trương kiểm tra các chung cư xây trước năm 1975, vốn không có hệ thống chữa cháy tự động, đèn, còi báo cháy không được gắn. Ngoài ra, các điểm kinh doanh nhà hàng, karaoke không đảm bảo an toàn cháy nổ cũng bị xử phạt. Thành phố hiện có hàng trăm chung cư cũ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do không có hệ thống phòng cháy cháy tự động hoặc nhiều chung cư vừa mới xây chưa nghiệm thu đã đưa dân vào ở. Sau thời gian kiểm tra, thành phố sẽ công khai danh sách các tòa nhà không bảo đảm an toàn cho người dân. Bây giờ
cùng với phòng cảnh sát phòng cháy cháy quận 1 đó xử phạt cái chỗ này, xử phạt cái phòng tranh đó ngay trong ngày hôm nay cho trật tự đô thị xuống để hết tất cả những cái vật liệu chữa cháy đưa lên xe. Đẹp quá, nhìn này, rất đẹp, chung phải không? Chúng ta lao động tinh tính, những quy định của thành phố, sở quét đầu tư là ra tối đầu tư là những bộ này xong vòng 6 tháng là phải chấm dứt. Thế thì hôm nay đoàn của mình đi kiểm tra phòng cháy cháy này thì mình cần phải rõ ràng cụ thể vấn đề này. Thứ nhất là các đồng chí sẽ có ý kiến trong cái báo cáo tới ngày mai thực hiện. Thứ hai là phòng kinh tế rồi. Đưa xe tải mang về đi. Kêu thèm thì em ở đây là em đây thì lúc cháy thì còn cháy nhanh nữa. Thế bởi vì chính cái này là cái mà khi đi qua dễ cháy, cái thứ hai là khi phát hiện rất khó khăn. Ừ. Nha. Cái cảnh này bỏ ngay lập tức hai bên á nha. Bây giờ đi cái chung cư 14 cái tình nghĩa, cái chung cư này rất là kinh khủng, chế chung cư cũ. Phòng quản lý đô thị đâu? Bình ơi, Bình chương trình gì vậy? Phòng quản lý thôi. Chương trình gì đang cấp trong cái quý hai sẽ tổ chức công việc để lui đến được cộng nhân dân. Hiện nay là tổng 77 căn hộ thì họ đã đoạt con đường 77 căn, nhưng mà chỉ còn 10 căn. Thì trong đó có 2 căn là do công ty không có quản lý, còn lại là 7 căn sở hữu tư nhân với một căn công ty là chưa ký hợp. Số lượng căn hộ lên mình đi lên coi cái hoàn cảnh đối với con cái địa hình nó như thế nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.